Câu lạc bộ Thanh Hóa chia tay huấn luyện viên Petrovic. Huấn luyện viên Petrovic muốn nghỉ ngơi vì ông ấy đã lớn tuổi. Thời gian qua, câu lạc bộ và ông Petrovic vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi công việc và chúng tôi đồng ý với mong muốn của ông ấy. Hai bên thống nhất kết thúc hợp đồng từ vài ngày trước, giám đốc điều hành câu lạc bộ Thanh Hóa Cao Hoàng Đức chia sẻ với Dinh. Huấn luyện viên Petrovic rời Thanh Hóa về nước từ tháng 8 để điều trị bệnh cao huyết áp. Đây cũng là thời điểm Thanh Hóa hết hy vọng đua vô địch khi rơi xuống vị trí thứ 8. Vắng Petrovic, trợ lý Veti Latanasievic phối hợp cùng các cộng sự ban huấn luyện hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khi đưa câu lạc bộ Thanh Hóa vào top 6. Trước đó, đội bóng xứ Thanh thi đấu với phong độ phập phù, thường nằm ở nửa sau bảng xếp hạng. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!